Còn cái này là bánh cuốn của người Hoa. Đúng rồi, tại vì ở trong là mình là trái là không có nhân. Còn cái bánh cuốn của người Việt thì ở trong nó có thịt heo, thịt bằm. Nhiều khách cũng nói là bánh mịn, béo. Béo. Đúng rồi. Còn có lộ dai dai cũng hơi dai. Là ở trong là chỉ là bột không thôi. Chỉ là ăn với nước mắm, tôm, chả, với nem. Cũng có nhiều khách đó, ăn với nước tương, không ăn nước mắm. Cũng ngon lắm. Hey, xin chào mọi người đã quay trở lại với Team Đi Đâu. Thì nhìn cái bảng kế bên tôi, chắc mấy bạn cũng đoán được là hôm nay mình quay món gì rồi đúng không? Đó chính là bánh ruột heo. Cái bánh này mọi người thì đây là lần đầu tiên mà tôi nghe đến tên nó luôn á. Nên là tôi vừa coi được cái clip trên mạng là hôm nay tôi qua đây tôi quay liền cho mọi người coi. Bây giờ mình cùng vô chổng coi thử coi cái bánh rốt cuộc, cái bánh ruột heo là bánh gì ha mọi người. Đi thôi. Ở đây thì mọi người đi ngang qua, nếu mà không để ý thì sẽ nhìn nó giống như là cái xe bánh nước bình thường vậy mọi người. Nhưng mà thực sự nó là bán bánh ruột heo. Ở bên ngoài mọi người thấy là có một cái xửng hấp thôi. Cái xửng này thì là khi nào mà có khách lại ăn thì ảnh mới bỏ bánh vô hấp. Còn khi mà không bán á, ảnh sẽ bỏ bánh ra bên ngoài trong cái kệ bên kia. Còn chả thì cũng y chang vậy luôn mọi người, chả để trên kệ hết. Khi nào mà có khách lại mua thì ảnh mới bắt đầu sắc ra từng cái một. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là anh chủ quán của xe bánh ruột heo mà tôi mới phát hiện ra. Thì anh Kim, tụi em của đây là lần đầu em nghe đến cái tên bánh ruột heo luôn á. Thì không biết là cái bánh ruột heo này nó có đã lâu chưa anh? Cũng nhiều năm rồi anh ơi, được cũng được 50 năm rồi. 50 năm luôn? Dạ. Vậy là cái này là do ai sáng chế ra anh có biết không, hay là do nó nguồn gốc nó từ đâu á anh? Theo mình thì biết thì bánh ruột heo này là người ta có biệt danh gọi là bánh nước người Hoa. Bánh nước người Hoa. Đúng rồi, tại vì ở trong là mình là trái là không có nhân. Còn cái bánh cuốn của người Việt thì ở trong nó có thịt heo, thịt bằm. Cái là bánh cuốn của người Việt. Còn cái này là bánh cuốn của người Hoa. Ở trong là chỉ là bột không thôi. Chỉ là ăn với nước mắm, tôm, chả, với nem. Cũng có nhiều khách đó, ăn với nước tương, không ăn nước mắm. Cũng ngon lắm. Vậy là ra thành là nó là cuốn lại, cái bánh nó cuốn lại giống như là bánh cuốn mọi người. Đúng rồi. Nhưng mà nó là không có cái nhân bên trong. Đúng rồi. Mà mình chỉ có ăn kèm chung với các loại chả. Dạ, chả thì em giấy nó cũng giống như là bánh cuốn Việt Nam mình luôn đúng không anh? Đúng rồi. Vậy anh thấy ở đây là như có khi mà khách lại ăn á anh, thì khách có nhận xét là cái bánh cuốn nè, bánh cuốn này nó ngon hay là nó khác biệt gì so với cái bánh cuốn Việt Nam không? Nhiều khách cũng nói là bánh mịn. Bánh mịn. Béo. Béo. Đúng rồi. Nhưng còn mà... có lộ dai dai cũng hơi dai. Nó hơi dai đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà em thấy, tại vì mình cuốn bột không như vậy thì đôi khi mình ăn mình có cảm thấy nó bị ngán bột quá không anh? Kiểu như nhiều bột quá, nó không có cái nhân á. Đúng rồi. Cũng mà có nhiều khách á, thì ăn không quen á, lần đầu ăn á, thì thấy hơi ngán. Đúng rồi. Còn ăn quen á, thì cảm thấy nó ngon. Mịn, tại vì bánh của mình nó là tự mình chán á. Dạ. Mình xài lại gạo tốt, chất lượng. Với lại là đặc biệt là mình không có chút bảo quản luôn. Cái này là anh ở nhà anh tự chén anh làm bột luôn hả hay sao? Đúng rồi, tự chán luôn. Sáng sớm là mình đi xay gạo. Xay gạo về là mình chán. Chán xong là buổi chiều là mình ra bán. Dữ vậy. Anh có thể cầm lên cái bánh ruột heo cho em xem thử cái được không? Ok. Đây mọi người, xíu nữa thì mình sẽ bỏ cái hình ảnh cho mọi người coi. Cái bánh này nó bên ngoài mình nhìn mọi người không khác gì cái bánh cuốn hết. Nhưng mà bên trong nó sẽ không có nhân. Đó, nó rất là dày, rất là đẹp luôn. Khi mình cắt ra từng lát á mọi người, nó giống như cái ruột heo. Nên là người ta mới gọi là bánh ruột heo đúng không anh? Đúng rồi, tại vì tiếng Hoa của nó là chi sợn cu á. Bởi vì dịch ra là bánh ruột heo á. Hay quá ha mọi người, hay ghê mọi người. Không ngờ là mình lại có một cái bánh độc lạ như thế này. Rồi thì bây giờ mình cũng đã tìm hiểu xong về cái bánh ruột heo này rồi. Bây giờ mình sẽ tham quan cái quầy của anh một xíu, rồi sau đó mình gọi vài dĩa quẩy mình ăn thử, mình coi thử cái hương vị đó ra sao ha mọi người. Đây, không cái này. Bây giờ anh sẽ làm trước một cái dĩa bánh ướt mọi người. Bánh ướt thì anh sẽ lấy từ bên kia, anh bỏ vô cái nồi này anh hấp một xíu. Giờ anh sẽ cắt chả trước rồi sau đó mới cho bánh ướt vô. Một dĩa ở đây tôi nghe nói là sẽ là 35.000 một dĩa. Đầu tiên anh sẽ cho cái bánh cống nó vô. Cái bánh mọi người thấy anh cắt nó rất là giòn luôn. Tôi đứng ở ngoài mà tôi nghe cái tiếng nó cụp rộp 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 luôn á. Đó. Xong cái bánh đó rồi thì mình sẽ tới chả lụa mọi người. Không, bây giờ anh sẽ lấy bánh ra. Bánh hấp gì đó đủ rồi, hấp khoảng chừng 1-2 phút nó nóng rồi mọi người.
mình cho ra dĩa, anh sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ nha, chứ không phải để cái sớ to. Đó, cho xíu dầu vô mọi người. Dạ. Nhìn nó ba ống ao ánh đẹp dễ sợ không? Rồi cho thêm miếng giá nữa. Trâu thơm các thứ. Rồi anh sẽ cho cái bánh vô. Bánh này thì tôi thấy nó cũng giống như bánh bánh cuốn, bánh nướng mà mình thường mình ăn người ta cho thôi mọi người. Nhưng mà cảm giác ở đây anh làm rất là tỉ mỉ, nó giòn vô cùng luôn. Miếng chả lụa thấy cũng to, miếng chả chiên nó cũng vừa phải mọi người. Vậy là xong, dĩa 35 nghìn. Đây, đây tôi thấy lúc ảnh đang làm cái bánh ruột heo để bán cho khách nè mọi người. Đó mọi người nhìn cái bánh đó, nó sẽ thành từng cái dây dài dài vậy đó. Anh sẽ cắt ra thành từng khúc bỏ vào cái hộp. Một hộp mình sẽ được 2 khúc như vậy. Mọi người nhìn nó giống như là cái dồi trường không mọi người. Kiểu cắt ra thành từng khúc y vậy luôn á, ruột già. Đó mình cho giá vô. Rồi cho rau thơm các thứ cũng như là bánh ướt thôi. Chả cũng y chang vậy luôn. Rồi cho miếng bánh cống vô nữa là xong luôn. Cuối cùng cho thêm miếng hành phi đồ vô mọi người. Thơm phức. Đóng lại cái hộp đầy nhóc 35 nghìn. Dạ rồi, xin giới thiệu mọi người, đây là cái dĩa bánh ruột heo của tôi. Nghe cái tên thì nghe nó cũng lạ lạ mọi người, nhưng mà thật ra nó cũng không lạ lắm. Nhưng mà nhìn nó cũng nhưng mà thôi bây giờ mình ăn thử đi coi hương vị đó ra sao ha mọi người. Trước khi ăn thì ở đây người ta có cho mình cái bên mâm bên đây mọi người, có cái hũ nước mắm nè, mấy bạn ăn á, mấy bạn bỏ cho vô đây, cho vô cái chén. Nước mắm ở đây tôi cảm thấy nó rất là, nó khá là trong mọi người, nó khá là loãng, nhìn nó cũng hấp dẫn lắm nha. Mình cho xíu ớt rồi vô. Cái này thì cũng như bao cái loại bánh cuốn bình thường mọi người muốn ăn chấm vô nước mắm hoặc là đổ vô đây đều được hết luôn. Tôi thì tôi sẽ đổ vô luôn nha. Một dĩa như thế này thì mình sẽ có được là bánh ruột heo nè. Như nãy tôi cho mọi người coi là mình sẽ được khoảng 2 cái dây. Rồi anh sẽ cắt ra thành từng khúc. Sau đó thì mình sẽ có được đâu khoảng 3-4 miếng bánh cống, một cái cục nem chua, một cái miếng chả chiên và một cái miếng chả lụa hơi bị dày luôn mọi người. Kiểu hồi đó giờ mình ít khi thấy chỗ nào bán bánh cuốn, bánh ướt đồ mà cho cái miếng chả lụa dày luôn, dày ghê á. Bây giờ tôi sẽ gấp thử một cái miếng bánh cống. Bây giờ tôi sẽ gấp thử một miếng cái bánh ruột heo lên ăn thử mọi người. Ban đầu khi mình nhìn mình cảm giác nó bột nhiều, mình cũng hơi ngán đúng không? Để ăn thử cái nước mắm coi hương vị nó có đỡ ngán, nó có ok hơn không. Nó có hơi ngán một xíu, nhưng mà nhờ cái vị nước mắm đây mọi người, nó khá là đậm đà, nó kiểu nó mặn mặn ngọt ngọt, nó đậm đà nên là mình ăn vô mình cũng sẽ cảm thấy đỡ ngán hơn. Nếu so với cái vỏ bánh cuốn mà thường thường mình hay ăn á mọi người, thì cái bánh cuốn mình hay ăn nó sẽ khá là mỏng luôn. Mình nhìn cái vỏ mình thấy được cái lớp nhân bên trong. Nhưng mà cái vỏ bánh cuốn này á, cảm giác nó khá là dày luôn mọi người. Nếu bánh cuốn bình thường mình hay ăn nó một thì cái này phải gấp 2, gấp 3 lần nó cái độ dày. Nên là thành ra khi mình cuốn lại một cái thì ăn không thể nào mà không bị ngán được. Trong dĩa này cũng có thêm một cái điểm khá là đặc biệt, đó chính là cái bánh cống này nè mọi người. Kiểu hay gì mình bình thường mình hay ăn á thì người ta sẽ nghe nói là sẽ có đậu xanh, có khoai môn với lại tôm, thì còn này nó chỉ có khoai môn với lại đậu xanh thôi, chấm với nước mắm. Thấy mọi người thấy nó làm rất là giòn luôn, bên trong thì nó mềm mềm, ở ngoài thì nó giòn.
nó còn có thêm một xíu cái độ mặn mặn nhẹ mọi người. Ăn vô kiểu ăn vô thấy nó cũng bình thường, nhưng mà có ăn thì nó càng vui hơn, tại vì một cái dĩa nhiều cái bên mọi người, mình ăn vô nhiều mình cảm thấy nó ok hơn đúng không? Giờ mình ăn thử miếng chả chiên mọi người. Miếng chả chiên nhìn cũng khá là... Giờ mình sẽ ăn thử miếng chả chiên. Một dĩa anh bán 33.000 nên là thành ra miếng chả mình ăn cho mình cảm thấy nó chất lượng mọi người. Nó thơm thơm, nó dê dê, nó mềm mềm. Miếng nem thì cũng được, rất là to, rất là dày nha. Rồi, nãy giờ mình ăn được hết 3 loại topping luôn rồi. Bây giờ tính miếng cuối cùng, cái nào ngon để dành sau mọi người. Nhìn nó hấp dẫn dễ sợ luôn không? Đồ không biết đối với mọi người thì cái loại chả ngon thì mọi người sẽ đánh giá như thế nào. Nhưng mà kiểu những miếng chả mà tôi cảm thấy nó dai, nó mềm, nó thơm thơm. Nó thơm cái mùi nguyên liệu làm nên nó mọi người, thơm cái vị á. Thì ăn vô cảm thấy rất là ngon, rất là ok luôn. Rồi bánh cống, rồi bánh bánh nướng ruột heo thì cũng chỉ có nhiêu đây thôi mọi người. Nếu mà bạn nào đến ăn món này không thích thì bạn có thể ăn bánh thử bánh nước ngoài kia, anh cũng có bán luôn bánh nước. Bao dĩa như thế này á, bao gồm những topping mà nãy giờ tôi giới thiệu cho mọi người thì sẽ hết 33.000. Không có nem thì mình sẽ bán 30.000. Và ngoài ra hình như anh cũng có bán thêm những cái loại chả riêng nữa mọi người. Bạn nào ăn chả đây cảm thấy thích á thì tới đây mua luôn, ủng hộ cũng được. Và cuối cùng dành cho bạn nào cần thì địa chỉ quán này sẽ nằm ở số 226 đường Hà Tôn Quyền, quận 11 nha mọi người. Nghe nói là bán từ lúc 4 giờ chiều đến 10 giờ rưỡi. Nhưng mà mấy bữa nay có nhiều bữa là hết sớm, 7-8 giờ là hết rồi. Nên bạn nào muốn ăn thì nhớ đến ăn thử nha. Hẹn gặp mọi người cái video tiếp theo. Bye bye.